Xin chào các quý cô bác và anh chị, chào mừng mọi người quay trở lại với góc lan kiếm của vườn lan Sơ Rá. Vậy là một năm nữa lại trôi qua rồi, thì hiện tại là đã tới đêm Noel. Và thay mặt kênh Lan Rừng Sơ Rá thì em kính chúc các bác các anh chị chúng ta có một cái dịp mà Giáng sinh năm mới thật là đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Rồi và hôm nay thì bên vườn em sẽ lên hai cái chậu kiếm đỏ Mỹ nha mọi người. Đây là cây nó sẵn trong chậu rồi. Nếu mà mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu luôn cho các bác chị về dễ trồng, dễ chăm sóc. Và cũng với cái cây kiếm đỏ Mỹ này thì hy vọng là các bác anh chị chúng ta sang năm mới sẽ làm ăn phát đạt, phát tài. Và gọi là giống như là làm ăn đỏ giống như là cây đỏ Mỹ này nha mọi người. Rồi và trước hết thì... đây thì hôm nay thì em có hai cái chậu này, cũng lâu lắm rồi thì mới có sẵn cái chậu đỏ Mỹ mà trồng thuần sẵn trong chậu rồi. Nhiều bác như anh chị thì cũng có dặn và cũng muốn sưu tầm cái cây đỏ Mỹ mà nó đã được trồng và chăm sóc ấm chậu để về giống như là chỉ việc tưới nước hả. Thì hôm nay thì em có hai chậu này thì nó đáp ứng được nguyện vọng của một số bác, số anh chị chúng ta có nhu cầu đặt mua. Và cái giá cả thì nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không quá giá, nó cũng không quá cao nha mọi người. Bởi vì thứ nhất là nó chỉ là một thân với một mang lớn hoặc là về hai thân như vậy thôi. Nhiều khi có một số chậu nó bự quá mọi người thì giá nó lại cao. Nhiều khi lúc đó vài tách ra thành từng tép thì nó không được còn ở trạng thái nguyên chậu giống như vậy. Và trước hết thì mời mọi người cùng tìm hiểu vì sao cái cây kiếm đỏ Mỹ này lại là một cái cây kiếm đặc biệt và nhiều người yêu thích đến vậy. Thì nó quan trọng nhất là cái mặt hoa của nó mọi người. Mặt hoa của cây đỏ Mỹ này rất là đỏ nha. Rồi đây em chèn hình hoa vào. Khi nở thì nó cho ra một cái màu gọi là đỏ rực luôn. Nhiều cây kiếm đỏ thì mọi người có thể thấy là nhiều khi màu đỏ nó vẫn có một chút vết nâu nâu, mà riêng cái cây đỏ Mỹ này thì nó đỏ hết cả bông. Và cái bông, cái khuôn cánh hoa cùng với cái cần hoa, phân bố hoa nhìn nó đẹp lắm mọi người. Nó đẹp và nó đồng đều nhau từ đầu tới cuối. Nguyên một cần thẳng cùng với đó nở hoa chi chít. Và cái bông thì gọi kiểu bầu mọi người. Bầu như là búp hoa mai vậy. Nhìn rất đặc biệt. Rồi đó là lý do vì sao cái cây kiếm đỏ Mỹ luôn là cái cây kiếm đỏ số 1 hiện nay. Và hầu hết anh em chúng ta sưu tầm lan kiếm đỏ là đều muốn sưu tầm lấy một cái chậu đỏ Mỹ về để trồng, chơi và chăm sóc trong vườn nhà. Và đảm bảo mọi người khi các bác anh chị ngắm hoa cây kiếm đỏ Mỹ này cận cảnh bên ngoài lúc nó nở thì phải nói là tuyệt vời luôn. Rồi, về nguồn gốc cây thì cây kiếm đỏ Mỹ này do một kiếm thủ mang giống từ bên Mỹ về Việt Nam trồng mọi người nha. Đó là lý do vì sao người ta gọi nó kiếm đỏ Mỹ. Về trồng chăm sóc thời gian thì cây nó nở hoa và sau đó thì cây được biết đến nhiều qua các cuộc thi hoa lan. Và cũng chính vì cái nét đẹp rực rỡ của nó thì nó là một trong số những cây kiếm mà được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Anh em chơi kiếm là đều khi nhắc tới đỏ Mỹ ai cũng biết hết mọi người, và hầu như ai cũng muốn sưu tầm về làm giống hết cả. Rồi đó, và đó là về cây kiếm đỏ Mỹ. Hôm nay thì em có hai chậu nha mọi người. Rồi, chậu thứ nhất giá 800, chậu thứ hai giá 1 triệu. Mọi người mua thì em sẽ gửi nguyên chậu nha về cho các bác anh chị dễ chăm, chỗ này nó sẵn ở trong chậu rồi. Mọi người thấy là chậu thứ nhất thì nó gồm một thân mẹ sau đó lên được một cái thân con mọi người nha. Thân con đây là đây, thân con nó cũng đã ra rễ mọi người, rất là khỏe nha. Giờ này khỏe cực kỳ luôn. Dù là cây nó không có to, đây mọi người xem, cây không có to nhưng mà được cái là giá nó hợp lý và nó đã ấm chậu sẵn rồi, về vợ chồng giảm sóc chỉ việc tưới nước thôi mọi người. Này thì phù hợp với các bác anh chị chúng ta mới tập chơi về, không cần phải cắt ghép rồi chờ đợi gì nhiều. Rồi, và cây kiếm đỏ Mỹ này, đây cái kích thước này thì nói chung cái tép này là tép giống thôi, chứ thực ra cây kiếm đỏ Mỹ nhiều cây nó to mọi người, nó to như cái nắm tay của em đang cầm này. Còn như cái bàn tay cái cũng to như bàn tay cũng có nha. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta phải trồng chăm sóc lâu thì nó mới đạt được tới cái trạng thái như vậy. Rồi, chậu đỏ Mỹ số 1 này giá 800. Rồi tiếp theo là em sang chậu đỏ Mỹ thứ hai. Đỏ Mỹ thứ hai này thì nó to hơn mọi người nha. Đây các bạn chị có thể thấy to hơn, thì hiện tại nó đã hình thành ra hai thân rồi, một thân mẹ và một thân con đây. Rồi đây rễ thì cũng đang phát triển rất là khỏe mọi người nha. Giá thể trồng đỏ Mỹ thì nó cũng giống như những cây kiếm bình thường thôi, các bạn chị có thể là trồng vỏ thông
Vỏ thông không là được, có thể thêm một số cái như đá ấy, đá thấm thủy nè ha, rồi ít phân nữa thôi, thêm ít rêu giữ ẩm là được. Rồi rồi dê kiếm đỏ Mỹ số 2 này thì giá là 1.000.000 mọi người nha, 1.000.000 cho dê kiếm đỏ Mỹ số 2. Đó. Và giá giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển nha, phí chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. Các bạn chị mua có thể thanh toán tiền lan với ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Đó, gửi rồi. Lần nữa em nhắc lại là cái cây này thì riêng cái cây này, hai cây này thì em sẽ gửi nguyên chậu nha, về cho anh em dễ chăm. Rồi, đỏ Mỹ số 2 nè. Đỏ Mỹ số 1. À, ngoài ra thì anh em nào muốn chơi sọc thì liên hệ với em nhé. Có hai chậu sọc khá là đẹp. Thứ nhất là bọ cạp lá sọc phát tài. Thằng bọ cạp này thì nó sọc trắng mọi người. Đây, kích thước cỡ vây. Chậu này thì nay chia sẻ anh em giá mềm thôi. Chia sẻ mọi người giá 550 cho cái dê này nha, dê bọ cạp này. Anh em nào đang muốn sưu tầm bọ cạp sọc thì liên hệ với em. Mà khi thì để mua được thân bò cạp về giá rất cao mọi người. Năm ngoái thì gần 2 triệu. Rồi năm nay chia sẻ giống cho anh em. Đợt trước cũng bán 700-800 thân ấy chứ. Rồi còn tại vườn còn con thân bán cho anh em làm giống 550 nha. Ngoài ra thì còn có chậu kiếm vàng mọi người. Sọc vàng nè. Thân nó vàng đậm đẹp lắm. Rồi cái màu sắc nè. Đó, màu vàng đã chứ. Rồi đây sọc vàng. Này lên cái kiểu này gọi là âm dương nè. Rồi mọi người sẽ sọc chưa. Rồi chậu này dán chiều tư mọi người nha, chiều tư chậu này được 1, 2, 3 thân, 3 thân và 1 măng nha. Vàng rộ luôn. Rồi, thôi xin chào các bác anh chị. Hôm nay chủ yếu là cây kiếm đỏ Mỹ nha. Mọi người có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Ngoài các loại hoa lan thì bên vườn em luôn có sẵn một loại dược liệu rất là quý của rừng con tum mọi người nha. Thì có tên gọi là sâm dây ngọc linh. Đây là một cái đặc sản thì để anh em chúng ta có thể là về ngâm rượu tiếp khách quý hoặc là dùng để sắc nước uống hàng ngày. Cái này thì có thể là dùng hoặc là để biếu tặng rất là tốt mọi người nha. Thì có rất nhiều công dụng luôn. Thì đối với ngâm rượu thì một bịch một ký vậy thì anh em có thể là ngâm được với 10 lít rượu tầm 7 ngày trở đi là có thể dùng được rồi. Và ngâm càng lâu thì uống càng ngon mọi người, bởi vì những cái acid amin, những cái chất dinh dưỡng ở trong cái sâm đây nó ra càng nhiều thì ngâm càng lâu uống càng ngon ha. Ngoài ra thì sắc nước uống hàng ngày cũng được, ngày uống 3 lần, mỗi lần sắc thì 15 tới 20 gram mọi người nha. Rồi, sâm dây ngọc linh thì nó có rất nhiều công dụng, có nhiều chất dinh dưỡng nè, có tác dụng bồi bổ toàn thân, kích thích miễn dịch nè, dùng trong suy nhược, ăn không ngon, uống lâu ngày, lòi giom xa dạ con, chống mệt mỏi, tăng sự thích nghi của cơ thể, tăng tiết sữa, bổ máu, tăng hồng cầu, bình ổn huyết áp, giúp giải khát, trị đái giác, ị chảy, mất nước, kích thích tiêu hóa, trị về gan, cóc ghẻ, rất là nhiều công dụng luôn. Và ngoài ra nó còn chứa một cái hoạt chất gọi là saponin. Cái hoạt chất này thì được tìm thấy ở trong sâm dây của Ngọc Linh, có tác dụng là ngăn ngừa ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư này nhé mọi người. Rồi, và cái này uống rất lành tính, không có tác dụng phụ, nên là anh em có bất cứ cái vấn đề về dị ứng hay gì thì uống đều được hết mọi người, không có bị ảnh hưởng bất cứ một cái vấn đề gì hết ha. Rồi, và đây một bịch một ký như vậy thì bên em chia sẻ với giá là 600.000. Ngoài ra thì anh em có thể là mua lấy nửa ký thì cái bịch nó bằng nhỏ nửa này thì có giá là 300.000 mọi người nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Mời mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để góc màn hình là được nha. Đại 0384 750 258 ạ.